Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà luôn nha. Rồi, cháu Trăng xin chào cả nhà. Rồi thì hôm nay nhà vườn lại giao lưu với nhà mình một cây cốc quái nha cả nhà. Cây này thì nó sống ở phần này, thì nhà vườn lấy cái này kéo ra phía sau lại. Đó, mình có khoét da để cho nó liền, hoặc không liền thì sau này mình tạo dáng ra đó cũng được nha cả nhà. Cây quái nha, cái này mình làm rừng trên thân đều ok nha. Rồi Trăng con đo cái hoành của cái thân chính này coi. Ở dưới rồi, rồi chuyển xuống dưới rồi ok. Hoành gốc là 120 nha. Rồi cái hoành thân ở giữa kia coi. Đó. Đo qua cái thân nhỏ. Rồi, không có thân nhỏ luôn. Hoành chỗ đo 33. Rồi 33. Rồi con đo cao đây, cao từ cái chậu dưới này lên giống lên. Cao 107. Rồi cao 107 nha. Rồi cái chậu bên này, chậu bên này. Chậu 56. Chậu bên này lọt lòng 56. Chậu bên đây thì 63. Rồi 63. Rồi con đi ra phía sau rồi. Coi chừng kiến nha. Đó 63. Rồi, con giang cái tay ra. Đó. Có kiến không? Rồi ok, đó con vàng cái tay ra đó. Rồi nhà mình có thể so sánh luôn nha. Đó thì cây thì nhà vườn sẽ kéo những cái thân sống của nó ra, sau này nó dính hay không dính thì mình cũng có thể mình tạo dáng được nha. Đó, cây này chắc 1,5 m. Ừ, tầm 1,5 m. Đâu con đo thử ơi, con kéo thước luôn, con kéo thước con đo thử. Cái này mình làm rừng trên thân là ok luôn nha. À 1,60 m. Lệch không bao nhiêu nữa nha. Đó. Rồi cây này đã sống khỏe rồi nha. Ở phía sau rễ nè, lên cái này. Đó, và nó đó, mình nhờ cái thân sống này mình kéo mình ghép lại ra phía sau cũng ok nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, nếu mà hữu duyên thì cứ inbox cho nhà vườn luôn nha. Tại cái cây này nó cũng nhạy cảm về cái chi phí vận chuyển, cho nên là bên mình sẽ báo giá inbox nha, tùy theo vùng miền. Rồi con đi ra phía sau kia rồi. Đó. Cây quái luôn, cốc chua nha. Cái này về mình ghép cốc Thái là ok luôn. Đó. Này về mình ghép cốc Thái là ok luôn nha. Cây rất là quái đẹp luôn đó nha. Cây có một đường cong mỹ miều. Đó, rất là ok luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây thị thơm nha. Thị thơm, thị khủng nha đó nha. Cụm rừng nha đó nha. Cụm khủng luôn. Rồi, cụm này có mã số là 02. Bây giờ con đo tổng hoành thôi. Đây đây. Rồi. Rồi con kéo qua anh kia. Đó, rồi con chụp lên đây. Đó. Tổng hoành là 205. Rồi con đo hoành lễ. Tổng hoành là 205 nha. Rồi con đo cái hoành lễ lễ lớn đây. Hoành 88. Rồi, con đo chiều cao đi. Cao đến đầu thân chính nha. Cao 100. Cao 100. Rồi con đo bầu đất. Bầu đất rồi. Bầu đất là con đo quanh kia chắc 95. Ừ, 95. Rồi con đo một chiều còn lại luôn. Đo một chiều còn lại luôn. 95 nhân 60. Con đo lại, hay đo lại cho nó kỹ, tại vì nhiều khi 75. 75. 95 nhân 75 nha. Mình phủ ra ngoài bao luôn mà. Rồi 95 nhân cho 75 nha. Cây này cũng khá là khủng. Nhà mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn nha, để nhà vườn báo giá luôn. Nếu hữu duyên thì mình giao lưu nha. Thị thơm nữa nha. Cây sống khỏe. Cái này về mình lên chậu thêm chất trồng nữa là ok thôi. Cụm chung cố luôn nha. Thì thật ra hả? Sao con? À, có cái con gì đó nó ở bên trong đó. Lát nữa mình bắt nó ra. Mình xem tham khảo luôn nha.
Rồi con đứng sát vô để khán giả mình dễ so sánh hơn. Con cao 1 mét. Đó. Con đi lên chút xíu đó, lên chút xíu đó rồi con đứng vậy đó cho khán giả dễ so sánh hơn. Thì thơm nha cả nhà. Cụm này thì cũng khá là nặng, khoảng 4 người khiêng, 4 người lớn á, 4 người khỏe khỏe nha. Mình xem tham khảo luôn. Nặng lắm. Rồi, nhà mình xem tham khảo thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Cây khá là khỏe luôn vậy nè. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi, nhà vườn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sầm đá form thiên nhiên. À, sống khỏe luôn nha, cây đang có trái luôn rồi nha. Trái quá trời luôn. À, từ từ con, à, chính quay trái nè. Này, cây nó mới trổ hoa xong nó làm trái nè cả nhà. Rồi cây này có mã số 03 nha, sầm đá nha cả nhà. Rồi con đo hoành gốc đây con. Rồi hoành gốc chỗ đo được là 26, cây cao. Con đo trên cái bầu luôn. Cao 125, bầu đất con đo cái bầu đất thôi. Rồi cây sầm đá này nhà vườn giao lưu là 2,5 triệu bao ship nha. Form thiên nhiên. 2,5 triệu bao ship nha cả nhà. Đây cây form thiên nhiên, sống khỏe rồi. Cái này về mình chỉ việc lên chậu thêm chất trồng nữa là ok thôi nha. Trái nè. Cây thùng lâu rồi cả nhà. Form thiên nhiên nha. Trái quá trời luôn. 2,5 triệu bao ship nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn đó. Form thiên nhiên nha. Cây này nhà vườn thuần cũng khá là lâu rồi nha, hơn 1 năm rồi đó. Nên ra hoa ra trái luôn rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây phi lao nha. Cây này nhà vườn cũng đang nuôi tay nha. Đang nuôi tay, phôi khá là đẹp, khá là lực nha. Rồi, cây này có mã số 04 nha. Rồi, con đo tổng hoành đây con. Đây. Rồi, tổng hoành. Tổng hoành 135. Tổng hoành 135. Rồi, con đo cái hoành lớn luôn. Hoành lớn là 60, cây cao đến đầu thân chính. Cây cao 57. Không, cao lên chút xíu nữa. Tới số chẵn luôn nhiều. Cây cao 60. Rồi, cao 60 nha. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 95. 95 nhân cho con đo ở giữa. 95 nhân cho 66. Rồi, 95 nhân 66 nha. Cây phi lao nha cả nhà. Cây này nhà vườn đang nuôi tay thêm nè. Nói chung là nhà vườn đã nuôi tay cấp 1 rồi. Cái này mình giật thứ cấp ra nữa là ok nha. Đó. Tay cành rất là nút luôn. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 5 triệu bao ship không chậu nha. 5 triệu. 5 triệu bao ship không chậu nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này rất là tương lai nha. Ừ, ông nó muốn làm tổ lên cây luôn. Có con đàn ông vú nó muốn làm tổ lên đây nè. Mà tìm không thấy cái tổ của nó. Phôi khá là đẹp nha cả nhà. Mình xem tham khảo luôn. Rất là ok luôn.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hồng quân nha. Mã số 05. Hồng quân rừng nha cả nhà. Cái này có thể ghép được với là hồng quân Đài Loan. Rồi cái này là một cặp, nó hai cái cây khác nhau nha, nhưng mà mình đang trồng truyền cùng nhau. Nhưng bên này là cây 05, bên kia là cây 06 nha. Bây giờ mình báo cây 05 trước nha. Rồi cây 05 có hoành gốc là hoành gốc 35. Rồi cây cây cao luôn con. Cây cao 1m63. 1m63. Rồi cây 06 luôn con. Cây 06 hoành gốc chỗ đo được là 34. Rồi, cây cao. Cây cao 1m54. Rồi, 1m54 nha. Bầu đất con đo mỗi cây luôn. Rồi con đo cái cây 06 bầu đất nhiêu? Bầu đất là 35. 35 37 đó nha. Rồi, cái này bầu dài. Bầu dài con đo. Rồi. Rồi cây 06 là mình giao lưu là quên, cây 05 nha. Cây 05 là mình giao lưu là 1,5 triệu bao ship. Còn cây 06 mình giao lưu là 1,2 triệu bao ship nha. Còn nếu mà mình lấy hai cây luôn thì là 2,5 triệu bao ship. Đó, mình lấy hai cây luôn thì 2,5 triệu bao ship. Hồng quân thì cây thiên nhiên trái ăn được nha. Trái ăn được nha. Cái này gắn liền với tuổi thơ rất là nhiều luôn. Cây 05 này, cây 05 bên này nha, cây 05 bên này. Đó. Rồi cây 05 1,5 triệu, còn cây 06 1,2 triệu, còn mình lấy. Rồi, hai cây là 2,5 triệu bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Này này, cái này thì nó cũng thẳng thôi nên là này nha. Đó. Bên này thì nó chói nắng rồi, không có nhìn thấy. Rồi thấy mờ mờ. Bên này thì nó rõ nè. Đó, rồi con đứng sát vô. Đó cái nhà. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây phôi phi lao sống khỏe nha. Cây này nhà vườn đã vô dây nước một, đang dìu tại cành nha. Cây này có mã số 8. Rồi con đo hoành gốc đây con. Hoành gốc đo được là 73. Rồi hoành gốc 73 nha. Rồi cái hoành trên chút xíu con. Trên chút xíu con đo cái nào được đó. Rồi con đo hoành đó cũng được. 43. Rồi 43. Cây cao đến đầu thân chính. Cây cao 40. Rồi con đo lên tới ngọn lớn lớn chút xíu luôn. Rồi 60. Rồi con đo cái chậu. Chậu này thì con đo đo từ đây qua bên kia. Đó 62. Rồi chậu lột lòng 62 nha. Cây này mình giao lưu không chậu nha. Rồi cây này mình giao lưu không chậu là mình giao lưu không chậu là 3 triệu bao ship nha cả nhà. 3 triệu bao ship. Phôi này khá là ok luôn nha. Này. Phôi rất là ok, phôi rất là lực, rất là tương lai nha. Đó, đang nuôi ra nè. Mình lấy tay ok hết rồi. Rồi, 3 triệu bao ship không chậu nha cả nhà. Rồi, con đi qua kia. Rồi, 3 triệu bao ship không chậu nha. Đó, phôi rất là ổn định luôn nha. Phi lao cả nha, hay còn gọi là cây dương á. 3 triệu bao ship cho phi lao. Rồi, 3 triệu bao ship cho phôi phi lao này luôn nha. Phôi này rất là ok luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi mã số 391 nha. 391 là một cây linh sam rừng rinh ghép đao điểm nha. Lũa thép rinh luôn, không tác động máy móc gì luôn nha. Cây thành phẩm.
Hoành cây 27. Hoành 27. Cây cao 4. Đo xuống mặt chậu á con. À. Cây cao 51. Rồi, cao 51. Cây nằm trong lòng chậu 31. Rồi. Nhà vườn cô giao lưu nhanh cây linh sam. Ghép đao điểm này 4 triệu 2 bao ship. Rồi, linh, chậu tàu luôn nha cả nhà. Linh sam ghép lũ đao điểm. Không, cây này là cây linh sam lũ thép rin. Lũ thép rin luôn nha. Cái này là lũ thép rin luôn. Lũ thép. À, ghép đao điểm là ghép cái phần này thôi. Còn phần gốc là gốc rừng rin. Lũ thép rin luôn. Không có tác động máy móc gì luôn rồi cả nhà. 4 triệu 2 bao ship. 4 triệu 2 bao ship dọn vườn nhanh. Cây thành phẩm nha. Cái này về mình chỉ việc chăm tưới cho em nó nữa là ok thôi. Và phân bón nữa là ok thôi nha. Rồi, chào Xuân Hiếu đại gia nha. Mã số 391 lộ cây linh sam lũ thép ghép đao điểm nhà vườn con giao lưu nhanh 4 triệu 2 bao ship. Cả chậu luôn nha, 4 triệu 2 bao ship là cả chậu luôn á. Dọn vườn nhanh 4 triệu 2 bao ship cả chậu, chậu tàu. Ừ, chậu mới toan luôn. Chậu mới toan luôn. Chậu còn zin luôn á cả nhà. Chắc là anh này cảm ơn quý khách. Dạ rồi, nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sợp búp đỏ lá nhỏ nha. Cây này cây khủng rồi nha. Rồi cây này có mã số là 23. Rồi con đo hoành gốc đi. Con bung ra. Thêm không? Phủ qua cái cây. Rồi. Cái này đo không có phủ qua cái rễ kia nha cả nhà. Hoành gốc 162. Rồi con đo một cái hoành thân ở đây cũng được. Đo một hoành thân ở đây là diện đây. Hoành chỗ đo 22. 22. Rồi con đo chiều cao đây. Cây cao 1m52. Rồi cao 1m52 nha. Rồi con đo bầu bầu ươm luôn đây con. Rồi cho 85 nha, trừ hao. 50. Rồi cây này rất là già cổ thụ nha. Thì rất là cổ thụ luôn, cái này về mình lên chậu. Cây này thì mình có thể mình làm thấp lại cũng được, hoặc là mình để cao thiên nhiên cũng được nha. Đây nè, sập búp đỏ lá nhỏ nha. Này búp nè, búp đỏ nè. Lá nhỏ này. Đó, có một loại lá lớn nữa nha. Mà loại này là loại lá nhỏ. Rồi cây này thì cũng tương đối là to cho nên là mình ai bóc nha. Thì nói chung là nó nhạy cảm ở chỗ phí ship thôi chứ không có gì hết. Nên là quý anh chị em cô chú mình nếu mà hữu duyên thì cứ ai bóc cho nhà vườn nha. Số điện thoại nhà vườn có để trên bài luôn. Đó, cây rất là già, cổ thụ nha. Rồi để mình chuyển hướng để mình quay thêm nha. Đây. Đây. Cây rất là già luôn này đó nha. Đây khá là già, cao. Rồi, cây này thì mình cứ ai bóc cho nhà vườn nha. Đó, cây rất là già luôn nha. Cây này nó cũng dính một cây bồ đề trắng nữa đó nha. Nè, nó dính cây bồ đề trắng ở đây nữa nè. Cây rất là cổ thụ luôn. Rồi nhà mình cứ hữu duyên ai bóc nhà vườn luôn nha. Và nếu mà thuận duyên nữa thì mình sẽ giao lưu với nhau rước cây này nha. Sợp búp đỏ lá nhỏ nha cả nhà, hay còn gọi là cây túc. Sợp búp đỏ hay còn gọi là cây túc nha cả nhà. Sợp túc. Đây. Đó. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi, nhà vườn giao lưu mã số 710 nha, là một cây kim tiền form thiên nhiên. 701 nha cả nhà. Kim tiền form thiên nhiên. Hoành sống khỏe. 14. Hoành là 14. Cây cao 81. Cao là 81. Bầu đất 32. Bầu đất là 32. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây kim tiền này 450. 450 bao ship. 450 bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn.
Mã số 701 là một cây kim tiền nhà vườn con giao lưu nhanh 450 bao ship. 450 bao ship nha cả nhà. Kim tiền phong thiên nhiên, sống khỏe luôn. Cây này về mình lên chậu thêm chất trồng là ok luôn nha. Mình làm cái cây dáng trực thiên nhiên cổ thụ luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, mã số 775 nha, là một phôi sơn liễu sống khỏe. Form thiên nhiên, cây này cũng dáng quái thú nha cả nhà. Rồi con đo trên cái hòn trên này thôi, cái eo trên này thôi. Không không không. Đó. Eo là 30. Rồi 30, rồi con đo cái hòn thân chính luôn. Hòn thân chính. Đó. Hòn 17. Rồi 17 nha cả nhà. Cây cao 26. Cao 26. Cây nằm trong lòng chậu 32. 32 nhân 30, cho 20. Nhân cho 20. Rồi. Vừa có giao lưu nhanh cây sơn liễu này là 700k bao ship không chậu nha. 700 bao ship không chậu. Tại vì cái chậu này nó bị bể rồi, có gửi đi nó cũng bể thôi. Chậu này chậu nuôi mà nó bị răng bể chỗ này và bên kia nữa, cho nên là cái này có gửi đi thì nó cũng bể mà nó hao phí ship của mình nữa. Nên là mình giao lưu không chậu nha. 700k bao ship. Mã số 757 là một cây sơn liễu nhà vườn con giao lưu nhanh 730. Phôi này cũng khá là quái nha, cũng giống như một con quạt vậy đó. Nè, phần đuôi nè, phần đầu nè, chân nè. Này cũng 4 chân, 5 chân gì đó nha. Rồi, giống như hươu cao cổ rồi đó nha. 700k bao ship không chậu nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Mã số 757 là một cây gì ta? Sơn liễu. Sơn liễu. Nhà vườn con giao lưu nhanh 700 bao ship. Không chậu nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi, mã số 720 nha, là một cây dúi mini quái bán thành phẩm nha. Rồi cây này có hoành gốc đo được là 15. Hoành gốc đo được là 15. Cây cao 17. Cao 17. Bầu rắc 20. Rồi chậu 20 nha. Nhà vườn con giao lưu nhanh 700 bao ship cho cây dúi mini. Dúi hay còn gọi là hòn anh mọc nha. Cây quái luôn đó nha. Nè, cây quái luôn nè. Rất là quái luôn. Đó, coi nè, cò nè. Wow, cò đẹp luôn nha. Cái này về mình lên chậu mới mình nuôi em nó nữa là ok nha. 700k bao ship nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn nha. Mã. Dạ rồi, mã số 147 nha, là một cây vạn hoa lầu. Tím Huế nha cả nhà. Cây tổng hoành 62. Tổng hoành 62, con đo trên thân chính luôn. Hoành trên thân 22. 22. Cây cao 68. Cao 68. Cây nằm trong lòng chậu 31. Chậu 31. Con giao lưu nhanh 1,7 triệu bao ship cho cây vạn hoa lầu, mã số 147, 1,7 triệu bao ship. Rồi, 1,7 triệu bao ship nha. Với anh chị em cô chú mình xem tham khảo luôn. Vạn hoa lầu nha. Cây này là cây tím Huế nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Cây quái luôn, chân đế rễ nơm cây quái luôn. Mã số 147 là một cây vạn hoa lầu nhà vườn con giao lưu nhanh 1,7 triệu bao ship. Rồi 1,7 triệu bao ship nha nhà mình. Dạ rồi, mã số 123 là một cây hải châu nha. Hải châu lá nhỏ. Cái này lá rất là nhỏ luôn á cả nhà. Lá nhỏ nhỏ luôn nè. Hoành cây 26. Hoành 26. Cây cao 33. Cao 33. Cây nằm trong lòng chậu 24. 24 24. Nhà vườn con giao 24. Nhà vườn con giao lưu nhanh 600 bao ship. Rồi, 600k bao ship cho cây hải châu này luôn nha. Mã số 123 là cây hải châu lá nhỏ, nhà vườn con giao lưu nhanh 600 bao ship. Phôi này cốt cũng khá là to nha. 600 bao ship nha. Dọn vườn nhanh 600 bao ship. Cả nhà xem tham khảo ủng hộ nhà vườn con nha. Dạ rồi, mã số 131 nha, là một cây hải châu thành phẩm nha cả nhà. Cây đế đẹp luôn.
hoành 53. Tổng hoành 53. Hoành chỗ đo 18. Rồi, cái hoành thân lễ 18 nha. Cây cao 41. Cao 41. Cây nằm trong lòng chậu 46. Chậu 46. Nhân 31 nha. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây hải châu lá nhỏ này 3,5 triệu bao ship. Rồi, 3,5 triệu bao ship cho cây hải châu lá nhỏ thành phẩm này luôn nha. Đế giờ đẹp luôn cả nha. Nhanh 3,5 triệu bao nhiếp bao ship cho cây thành phẩm. Dạ đúng là anh Phạm Minh Sen, cái duyên nó đến nó vô là cản không nổi luôn. Bây giờ thì hiện tại thì cháu nó chưa có định hướng, nhưng mà biết đâu được sau này lại có một cái duyên nào đó thì không có định hướng à. Nhưng mà không phải trên bãi sau. Mã số 131 là một cây hải châu lá nhỏ nhà vườn con giao lưu nhanh 3,5 triệu bao ship. Có định hướng là em xây chính à. Dọn vườn nhanh 3,5 triệu bao ship để nhà xem tham khảo hộ nhà vườn con nha. Dạ rồi, mã số 62 nha, là một cây dúi mini bonsai quái nha. Cây này hoành gốc đo được là 14. Cây cao 17. Cao 17. Bầu đất 20. Rồi. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây dúi 700 bao ship. Rồi, 700k bao ship luôn nha. Cây quái luôn nè. Xoắn đẹp luôn nha. Mã số 62 là một cây dúi nhà vườn con giao lưu 700 bao ship. Rồi, cây quái luôn. 700k bao ship nha. Với anh chị em cô chú mình xem tham khảo luôn, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha.